Cô muốn em bàn bạc với bố mẹ em chuyện để bố mẹ hai bên gặp nhau, bảo em khuyên anh đổi nghề. Vậy em trả lời mẹ thế nào? Em chỉ nói với cô, chúng ta tạm thời chưa có ý định kết hôn. Yêu nhau thì có thể đóng giả, kết hôn thì không được. Kết hôn liên quan đến gia đình hai bên. Anh trách em không giữ lời cũng được, bắt em chuyển nhà cũng được. Tóm lại em không thể diễn tiếp được nữa. Em không muốn lừa dối mẹ của anh. Anh nói, em tính khuyên anh thế nào? Cái gì? Chuyện đổi nghề. Anh muốn nghe em nói thử. Không có gì để nói cả. Đổi hay không đổi, do bản thân anh lựa chọn. Máy nghe lén trên phòng cổ Nhị Miêu. Em cảm thấy là ai làm? Không biết. Suy nghĩ kỹ lại đi. Không nghĩ ra gì sao? Không có. Em có từng đưa Trác Nhiên về nhà không? Ý của anh là gì? Chính là ý của câu chữ. Đương nhiên không có. Em không có đối tượng nghi ngờ, không nghĩ ra cái gì cả. Càng không có đưa ai về nhà, không có cái gì hết. Em chỉ là... Lâm Mộc Trạch, em không hiểu. Tại sao lần nào anh cũng chĩa hướng nghi ngờ vào Trác Nhiên? Đối với em mà nói, cậu ấy là người em biết lúc 18 tuổi. Hình ảnh cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi chính là thanh xuân của em. Cậu ấy làm sao? Sao em có thể nghi ngờ cậu ấy? Thì ra em không thích màu xanh của trang phục quân đội mà thích áo sơ mi trắng. Anh có biết lắng nghe không? Nghe điểm mấu chốt được không? Đừng kích động. Kích động không có tác dụng. Đi đâu vậy? Bỏ tay ra. Không bỏ. Anh buông em ra. Không buông được. Sao vậy? Lâm Mục Trạch, chúng ta hòa rồi. Em xem anh là chất thải y tế à? Dùng xong rồi bỏ. Em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi. iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.